Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng anh chị và các bạn trong nội dung video tiếp theo của Học viện AKB Phú Sơn chúng tôi. Chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau những cái video liên quan đến mã báo lỗi SC. Hôm nay, để thay đổi không khí cho chúng ta thư giãn và thoải mái cho những ngày cuối tuần, chúng tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn một cái video rất thú vị liên quan đến cái trạng thái hoạt động của máy photocopy. Và cái ban này là những cái đề nghị hỗ trợ từ phía học viên của chúng tôi. Bạn ấy đang sinh sống và làm việc tại Điện Biên. Bạn ấy gửi cho chúng tôi một cái thắc mắc, đó là máy photo Recon 7001 của bạn đó khi hoạt động thì photo một mặt vào chức năng chia bộ thì máy hoạt động bình thường. Anh chị nghe rõ những cái lời chia sẻ của chúng tôi mà chúng tôi nhận được từ học viên, và từ đó chúng tôi xây dựng chuyển hóa thành video này để chia sẻ rộng đến anh chị và các bạn, giúp cho anh chị và các bạn có thêm một cái trải nghiệm nữa về những cái ban bệnh rất rất đặc thù và thú vị của máy photocopy. Và khi chúng ta làm nghề thì chúng ta sẽ biết là trong hành trình chúng ta làm nghề có rất nhiều những cái điều thú vị, có những cái rất nhiều những cái ban bệnh mà chúng ta nếu như chúng ta không áp dụng tư duy, áp dụng vào kiến thức, hiểu biết sâu, hiểu biết chi tiết, hiểu biết về nguyên lý hoạt động của máy, chúng ta rất rất khó để định hướng, tìm hiểu cái nguyên nhân và đưa ra cái giải pháp phù hợp để giải quyết cái vấn đề mà máy photo của khách hàng chúng ta gặp phải, hay là máy của cửa hàng kinh doanh của chúng ta gặp phải. Và với cái những cái đề nghị cụ thể trên cái ban mà các bạn ấy gửi cho chúng tôi chuyển hóa thành video. Và với trạng thái máy này là máy hoạt động bình thường anh chị nhé. Đầu tiên này, bạn ấy nói là photo một mặt vào chức năng chia bộ, máy hoạt động bình thường. Và bây giờ tôi sẽ test đúng những cái thứ tự mà bạn ấy chuyển cho chúng tôi những cái lời đề nghị hỗ trợ. Tôi vào chọn chức năng sọc và tôi để chế độ một mặt như anh chị và các bạn thấy trên màn hình ở đây. Tôi sẽ zoom gần sát vào màn hình để chúng ta cùng quan sát và trải nghiệm cái video thú vị này. Tôi chọn chức năng một mặt để nguyên. Khi máy tôi sử dụng nhấn phím reset này, có nghĩa là máy sẽ trở lại toàn bộ cái trạng thái ban đầu. Tôi chọn cái biểu tượng chia bộ và tôi để một mặt. Tôi đã đặt bản gốc phía trên mặt kính, tôi chọn 3 cái bản copy tạo ra từ bản gốc này. Sau đó tôi sẽ nhấn nút start. Trước khi nhấn nút start, tôi sẽ rời ống kính để chúng ta quan sát máy hoạt động như thế nào và tờ giấy có chạy ra hay không. Đây là đề xuất rất thú vị, chúng tôi chuyển hóa thành video. Chúng tôi nhấn copy và như anh chị thấy máy đang hoạt động và chức năng photo. Và tờ giấy đã chạy ra phía ngoài. Và với chức năng này, để chạy toàn bộ 3 tờ còn lại, chúng ta sẽ nhấn nút thăng, biểu tượng cái ký tự thăng trên màn hình Classic, trên cái phím Classic. Máy sẽ hoàn tất cái lệnh 2 tờ còn lại của 3 tờ mà chúng ta đã chọn. Như vậy là máy thực hiện xong một cái lệnh một mặt chọn chức năng chia bộ, hoạt động bình thường, đúng như bạn ấy chia sẻ. Tiếp theo, bạn ấy có nói với chúng tôi là khi vào chức năng hai mặt và chọn chức năng chia bộ thì bắt đầu hiện tượng rắt giấy xảy ra. Tôi thử trước một tờ này. Quét lần 1, quét lần 2. Và bây giờ như các bạn anh chị thấy ở đây, máy báo tín hiệu kẹt giấy, rắt giấy trên vị trí màn hình hiển thị và có mô hình máy. Máy báo cho chúng ta biết vị trí giấy rắt ở D và E, đồng nghĩa với việc máy đang có vấn đề ở khu vực bộ sấy, từ khu vực bộ sấy xuống khu vực duplex để đảo mặt 2 của bản copy. Khi mà chúng ta nhìn hiện tượng lỗi báo trên cái mô hình máy hiển thị trên cái màn hình điều khiển của máy thì chúng ta phải, đầu tiên chúng ta ít nhất chúng ta có một cái suy luận cơ bản ban đầu, đó là khu vực nào máy đang báo, và chúng ta sẽ khoanh vùng dựa trên cái hiện tượng này.
để chắc chắn một lần nữa chúng ta lại tiếp tục test trên đúng một cái quy trình này với định dạng này để chúng ta có một cái nhìn tiếp tục. Trước tiên chúng ta sẽ kéo tờ giấy xeo mô hình máy báo dắt. Đây, tờ giấy đang dắt ở khu vực này như là máy báo. Tôi mở ra tờ giấy đã rơi xuống dưới. Máy tôi sẽ đưa ống kính xuống để tôi chỉ cái vị trí giấy dắt. Vì tôi vừa quay, tôi vừa giải thích cho anh chị và các bạn dẫn tới nhiều cái tình huống như tờ giấy rơi ra, không kịp đưa ống kính xuống để anh chị quan sát thấy. Tôi tua lại này, lúc tôi mở ra thì tờ giấy đang ở vị trí này, đang đi xuống nha anh chị nhé. Đây, tôi đẩy hẳn xuống. Tôi mô phỏng lại để chúng ta có cái nhìn và cùng nhau đưa ra những cái ý kiến cho cái ban này, rất là thú vị. Đây, lúc tôi mở ra tờ giấy này, đấy tôi mở ra thì tờ giấy rơi xuống dưới luôn. Tôi đóng lại này, và tôi chạy lại đúng cái chức năng đó để chúng ta có một cái nhìn trực quan luôn của vấn đề mà máy của bạn học viên chúng ta gặp phải. Rồi. Tôi sẽ quay trở lại màn hình để trạng thái máy sẵn sàng quét lại mặt hai lần hai, chạy lại cái lệnh mà hồi nãy tờ giấy báo dắt. Và đây anh chị và các bạn thấy trên màn hình hiển thị vẫn báo vị trí dắt giấy ở D và E. Như vậy là tình trạng đã lặp lại, hiện tượng lặp lại đúng theo một quy trình chung. Vị trí dắt giấy là như nhau, lệnh không thực hiện được. Tôi sẽ đưa ống kính xuống trước để tôi kéo cái cửa ra và bộ giấy ra để chúng ta xác nhận lại cái vị trí của tờ giấy. Đây, tôi mở là tờ giấy có thể rơi ra là anh chị quan sát này. Đây, vẫn không chưa rơi. Đây, tờ giấy đang trên đường xuống cái bộ duplex thì tắc lại. Đây là vị trí tờ giấy này, tờ giấy kẹt ở đó không đi xuống bộ duplex, hoặc trang trên đường đi xuống thì có vấn đề xảy ra. Tiếp theo này chúng ta sẽ test để phân loại này. Chúng ta sẽ cancel cái lệnh cũ này đi để máy không chạy và không dắt giấy của cái lệnh cũ nữa. Lúc này thì với những người làm video của chúng tôi, không nói là chúng tôi làm thí nghiệm để chúng tôi biết đâu, mà chúng tôi đã có cái nhìn vấn đề của máy bị làm sao rồi. Tôi chỉ xét lại một lần nữa để tôi chắc chắn cái pan đang nằm ở đâu mà thôi. Tôi sẽ vào, tôi bỏ chức năng chia bộ này, tôi vào chức năng hai mặt. Tôi vẫn đặt bản gốc ở phía trên như anh chị và các bạn thấy ở đây. Sau đó tôi nhấn copy này. Nhờ anh chị theo tôi, quan sát theo tôi này. Tôi nhấn copy lần 1. Như vậy là máy đã thực hiện một lệnh quét xong một mặt đầu tiên. Lúc này tôi không nhấn start lần 2 để máy quét hình ảnh mặt 2 nữa. Đồng thời tôi loại luôn cái khả năng tờ giấy sẽ đi xuống duplex và vòng lên. Mà tôi sẽ test ở chức năng này để thiết lập trạng thái là tờ giấy xuống duplex và đi thẳng ra ngoài luôn anh chị nhé. Tôi nhấn thăng luôn. Như vậy là bỏ qua quét mặt 2. Và lúc này anh chị thấy tờ giấy hoạt động bình thường ở chức năng, có nghĩa là đi xuống duplex và ra ngoài luôn, không vòng lên. Như vậy ở đây chúng ta bắt đầu có cái nhìn để khoanh vùng vấn đề. Khi gặp hiện tượng hãy test để chúng ta có cái nhìn của vấn đề dựa trên hiện tượng để chúng ta tìm ra nguyên nhân chính. Như vậy là nguyên nhân chính sẽ nằm ở bộ cơ chế như sau. Tôi sẽ kéo ra và chỉ cho anh chị và các bạn thấy. Như chúng ta thấy biết là cái cụm sấy của chúng ta sẽ có hai phần. Như tôi chia sẻ những cái video chia sẻ nội dung liên quan đến kỹ thuật máy photo, tôi chia sẻ là có hai khu vực, có hai bộ phận riêng biệt. Bộ phận thứ nhất nửa bên tay phải theo hướng đối diện của anh chị, đó là bộ sấy sử dụng nhiệt độ và lực ép để làm tan chảy hạt mực trên tờ giấy, cố định hình ảnh đó vào tờ giấy. Cái phần thứ hai bên trái là phần làm cái chức năng nhiệm vụ, đó là đảo mặt hai khi mà chúng ta chọn chức năng hai mặt trên máy photo.
Tờ giấy đi xuống phía dưới vào bộ phận duplex và vòng lên lần 2 khi chúng ta chọn chức năng hai mặt. Đồng thời là cái bộ phận đưa tờ giấy ra ngoài khi chúng ta photo chức năng một mặt. Như vậy là chúng ta đến đây chúng ta sẽ hình dung là với cái cơ chế để đi ra ngoài. Anh chị và các bạn nhìn tay tôi chỉ. Tôi điều chỉnh camera để anh chị và các bạn có cái nhìn trực quan hơn. Khi đưa tờ giấy không sử dụng cái chức năng duplex để đi ra ngoài. Như vậy là ở hiện tượng hồi nãy chúng ta thấy là với máy này, cái ban này xảy ra cái hiện tượng là chụp một mặt vào chức năng chia bộ, có nghĩa là tờ giấy sẽ đi xuống bộ duplex và đi thẳng ra ngoài. Cơ chế xuống duplex và đi ra ngoài hoàn toàn hoạt động bình thường. Thứ hai, tôi tua lại này, khi chúng ta chọn chức năng hai mặt, như vậy tờ giấy phải tuân thủ hai cái cơ chế, đó là đi xuống bộ duplex, vòng qua một vòng trong máy và sau khi lấy được hình ảnh mặt hai sẽ đi ra ngoài thì sẽ bị dắt ở đây. Anh chị và các bạn như thấy chúng ta thí nghiệm mà ở cái trạng thái 2. Trạng thái 3 đó là tôi chọn chức năng hai mặt nhưng tôi bỏ qua mặt hai, tôi nhấn thăng luôn, có nghĩa là cái bản copy của chúng ta chỉ đi vào duplex và đi ra ngoài luôn thì không dắt và hoạt động bình thường. Như vậy cái vấn đề chúng ta sẽ đưa ra cái nguyên nhân như sau, liên quan đến cái cơ chế là hướng tờ giấy đi ngoài một mặt hoặc hai mặt đang có vấn đề. Và cơ chế này nằm ở đây, anh chị thấy cái thanh, cái cửa lập là này, cửa lập là này hoạt động bởi một solenoid. Solenoid sẽ đóng khi chúng ta chọn chức năng một mặt tờ giấy đi thẳng ra phía ngoài, cửa này sẽ đóng và tờ giấy đi thẳng ra, không đi xuống bộ duplex. Và với cơ chế này, theo cái hiện tượng mà chúng ta đã thí nghiệm ở ba trạng thái, cơ chế này đang có vấn đề. Cơ chế này hoạt động nhờ một solenoid dùng lực lò xo để tác động cái lập là này, và cái solenoid nằm ở khu vực này, không đóng mở được cửa này. Và chúng ta lưu ý là với những cái bộ phận liên quan đến hoạt động cơ chế điện thì nó có những cái trường hợp là đầu tiên nó sẽ là như này, liên quan đến vệ sinh nhé. Lâu ngày hoạt động, cái bộ phận, cái chi tiết đó bị bẩn, bị dơ, dẫn tới tình trạng kẹt, không hoạt động được theo đúng cái chức năng anh ta của anh ta. Thứ hai là do tín hiệu dây dẫn không tiếp xúc tốt, vân vân. Tiếp đến nữa mới là liên quan đến cái chủ thể của cái linh kiện vật tư đó là hao mòn, gãy vỡ và hư hỏng. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn tháo để định vị cái solenoid đó để chúng ta có thể kiểm tra. Đây là một ban nghe thì đơn giản nhưng lại rất là thú vị mà các bạn ấy chuyển cái đề xuất cho chúng tôi chuyển hóa thành video để chia sẻ đến anh chị và các bạn. Khi gặp hiện tượng thì chúng ta hãy thí nghiệm ở các chức năng khác nhau. Với cái tiếp cận của solenoid này thì chúng ta phải tháo vỏ ốp của bộ sấy phía ngoài, anh chị lưu ý, thì chúng ta mới tiếp cận được solenoid như chúng anh chị làm như chúng tôi hướng dẫn. Với cái núm vặn lấy giấy ráp ra của bộ sấy này, nếu như cái ốc quá chắc, anh chị lưu ý nhé, nếu ốc quá chắc thì chúng ta một tay phải giữ cái lò xo, cái bánh răng phía trong, một tay chúng ta nhả ốc thì chúng ta mới tháo được, anh chị lưu ý này, bánh răng. Còn không, nếu chúng ta xoay thì cái toàn bộ cái núm này cứ xoay theo và ốc sẽ không nhả ra được. Giữ bánh, kéo hết tay, giữ bánh răng trong và sử dụng tô vít để tháo ốc này ra, sau đó rút rút núm này ra thì chúng ta mới nhấc được cái mặt tủ này. Khi tháo ra rồi thì đến đây chúng ta nhìn thấy sâu bên trong thì chúng ta sẽ định vị này, cái vị trí solenoid để tác động cho cái lập là này. Chúng ta xác định cái mục tiêu trước để chúng ta tiếp cận cái bộ phận mà hoạt động cho anh này. Như vậy là nếu anh chị và các bạn đã từng tháo lắp rồi thì chắc chắn sẽ rất đơn giản. Nhưng anh chị và các bạn chưa tháo lắp thì sẽ tôi hướng dẫn anh chị như sau. Chúng ta tháo cái chi tiết để cầm đóng mở cụm sấy, miếng nhựa. Và với cái phần tre này sẽ giữ bởi ba cái vít để chúng ta có thể tiếp cận được solenoid phía trong. Anh chị, đây vít thứ nhất này, tôi sẽ đẩy. Đây là vít thứ nhất, ở cạnh này là vít thứ hai.
Và khi sau khi tháo hai vít thì chúng ta đã mở ra và cái solenoid đã xuất hiện. Vị trí solenoid để đóng mở cái cửa là hướng tờ giấy vào duplex và đi ra ngoài đã xuất hiện. Màu nhựa xanh, quấn ni lông xanh ở đây, như tôi chỉ đây. Và cơ chế của anh ta hoạt động như sau. Anh ta sử dụng như kiểu dạng nam châm điện khi cấp nguồn. Được lệnh cấp nguồn thì anh ta sẽ hút cái trục của sắt non này tác động vào cái cần màu trắng và tác động vào cái thanh lập là để đóng mở cửa. Đây là cơ chế anh ta đóng này. Anh chị thấy cái lập là bên trong hoạt động. Như tôi nói ban đầu chúng ta cần kiểm tra vệ sinh. Và để kiểm tra vệ sinh thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách tháo. Chúng ta sẽ rút rắc solenoid. Rút rắc solenoid ra, rút rắc cấp nguồn này. Sau đó anh chị và các bạn định vị cái vị trí bắt của solenoid này và tháo. Đây là chúng tôi đã tháo được cái solenoid ra phía ngoài. Và đây là cái phần mà chúng ta cần làm vệ sinh. Cơ chế này hoạt động bởi một cái lò xo tạo lực. Chúng ta nhấc lò xo và nhấc cái trục này. Chúng ta vệ sinh lòng trong của nam châm điện này, solenoid này. Vệ sinh trục hút. Cơ chế sẽ hoạt động như này. Và sử dụng khăn thật khô sạch hoặc giấy ăn khô lau sạch. Tôi đã làm sạch chi tiết bằng một solenoid khác và tôi hướng dẫn nhanh để cái thời lượng video của chúng ta đảm bảo cái thời gian. Sau khi vệ sinh xong thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ tiến hành lắp trở lại. Tất cả những cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật máy photo thì cái quy trình đầu tiên là quy trình chúng ta cần làm vệ sinh sạch sẽ. Khi mà chúng ta đã xác định được nguyên nhân của vấn đề, quy trình đầu tiên đó là kiểm tra cơ khí. Kiểm tra cơ khí là cái phần mà chúng ta có thể nhìn thấy, sờ thấy bằng tay và nhìn thấy bằng mắt. Cái khiếm khuyết về phần cơ khí, những cái lỗi về thiết kế trong quá trình sử dụng có thể gãy, vỡ, hao mòn thì chúng ta có thể dùng trực quan để có thể quan sát thấy. Vì vừa làm vừa hướng tới cái vị trí để giúp anh chị và các bạn quan sát thấy dẫn tới cái tình trạng là có thể là dung lượng thời gian bị dài ra hoặc là cái phần thao tác của tôi nó sẽ chậm đi. Chúng ta nhớ là sau khi vệ sinh xong, chúng ta sẽ lắp cái cơ chế lò xo vào đúng cái vị trí ban đầu. Sau đó chúng ta định vị cái vị trí của bắt vít của solenoid. Để tôi xem cái màn hình có hướng tới anh chị giống như. Sau đó chúng ta bắt vít. Khi mà anh chị và các bạn thực hành theo cái video hướng dẫn của chúng tôi thì chắc chắn cái thao tác nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Đó là khi mà mở màn hình đối diện chúng ta vừa làm vừa quan sát theo hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn. Còn với chúng tôi thì chúng tôi vừa làm là vừa cái điểm nhấn đó là làm sao cái hướng camera luôn hướng vào cái vị trí chúng tôi làm, giúp cho anh chị và các bạn quan sát tốt. Sau khi chúng ta lắp xong, vệ sinh xong solenoid, kiểm tra rắc cắm cài dây vào vị trí ban đầu thì chúng ta sẽ bắt cái ốp ngoài, cái phần mà chúng ta vừa tháo ra. Sau đó chúng ta bắt vít cái ốp ngoài. Và để đảm bảo cái thời lượng video thì sau khi mà bắt cái ốp vít ngoài xong, tôi sẽ test cùng anh chị và các bạn cái bàn này luôn.
để chúng ta rút ngắn cái thời gian lại. Nếu chúng ta bắt đủ hết các cái quy trình bắt đầu vào thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Thì sau khi hướng dẫn anh chị và các bạn xong, tôi sẽ quay trở lại để hoàn tất cái việc lắp ráp. Chúng ta sẽ lắp trở lại. Và như vậy là chúng ta đã làm xong, vệ sinh xong, kiểm tra xong cái phần solenoid điều khiển cái lá lập là hướng tờ giấy đảo mặt. Chúng ta đóng bộ sấy trở lại và test thử. Khi chúng ta đóng vào, máy đã sẵn sàng chờ khởi động bộ sấy để chúng ta có thể test. Như hồi nãy chúng ta biết là cái ban của chúng ta là photo hai mặt không được. Photo hai mặt sử dụng chức năng đảo mặt không được. Photo một mặt đi thẳng ra cũng kẹt. Chỉ có chức năng đó là photo một mặt nhưng vào bộ chia, có nghĩa là đi xuống duplex và đi ra ngay thì được. Sử dụng chức năng hai mặt nhưng bỏ qua mặt hai thì được. Bây giờ máy đã sẵn sàng, chúng ta test thử. Tôi nhấn 5 bản copy, nhấn chức năng hai mặt. Đầu tiên chúng ta test chức năng một mặt trước vì cái đó mọi người dễ quan sát nhất. Tôi sẽ đưa camera ra cái phía tờ giấy chạy ra để chúng ta xác nhận là máy đã hoạt động. Tôi nhấn start. Như vậy là chúng ta đã test trên cái chức năng máy photo một mặt chạy thẳng ra ngoài. Và chức năng này hồi nãy là chúng ta biết là dắt giấy liên tục. Tiếp theo tôi sẽ vào chức năng hai mặt. Tôi nhấn start lần 1, nhấn start lần 2 và chúng ta quan sát. Và như vậy là chức năng hai mặt photo máy cũng đã hoạt động bình thường. Như vậy là chúng ta đã tìm được cái nguyên nhân chính mà cái hiện tượng cái bạn học viên của chúng tôi cung cấp cái thông tin. Hoàn toàn bạn diễn đạt và chúng tôi ghi chép ra tờ giấy, sau đó chúng tôi đọc lại cái thông tin trình tự và bạn ấy cũng có quay một đoạn video về những cái tình trạng máy của bạn ấy gặp phải gửi cho chúng tôi. Thì chúng tôi có hướng dẫn bạn ấy qua bằng hình thức online và bạn đã sửa được cái máy của bạn đó rồi. Nhưng tôi thấy cái pan mà bạn ấy chia sẻ rất là thú vị nên là tôi đóng gói thành video để chia sẻ đến anh chị và các bạn. Đây là một trong những cái pan liên quan đến tình trạng kẹt giấy, dắt giấy trên máy photo. Mà chúng ta biết là cái ban kẹt giấy, dắt giấy trên máy photo là cái ban mà chiếm đến 30-40% những cái ban bệnh của máy photocopy. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp cho anh chị và các bạn có những cái trải nghiệm hay hơn, thú vị hơn, giúp cho anh chị và các bạn có thêm những cái năng lượng đam mê với công việc của mình. Tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo liên quan đến lĩnh vực máy photo. Tạm biệt.